Xin mến chào quý anh chị, các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ năm, ngày 12 tháng 8 năm 2021, thì mình xin được tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giá cả nải thái hôm nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp cho quý anh chị các bạn cùng tham khảo. Ngoài cập nhật tình hình giá cả nải thái thì hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá nhãn đi đo hay một số loại nông sản khác trên kênh. Quý anh chị các bạn nào có cái xem kênh có quan tâm đến giá cả nải thái hay một số loại nông sản khác thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem, hoặc là quý anh chị các bạn có thể bấm nút đăng ký kênh cho hình quả chuông ở bên dưới để khi mình ra video mới cập nhật tình hình giá cả nải thái hay giá nhãn đi đo thì trên YouTube của quý anh chị các bạn sẽ nhận được ngay thông báo. Quay trở lại tình hình giá cả nải thái hôm nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp, mà cụ thể là trong một vài ngày vừa qua thì tình hình giá cả nải thái vẫn chưa tăng quý anh chị các bạn, do hiện nay thì tình hình dịch bệnh ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp thì đang còn diễn biến hết sức là phức tạp, nên nó có rất là nhiều chợ truyền thống ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp thì vẫn chưa mở cửa trở lại. Đồng thời thì tình hình hiện nay đang áp dụng theo chỉ thị thứ 16, nên là việc đi lại vận chuyển hàng hóa của bà con nông dân cũng như thương lái thì cũng đang gặp khó khăn rất là nhiều. Đặc biệt là ở những khu vực bị phong tỏa thì bà con nông dân mình có thể nói là không có đầu ra. Thương lái thì không thể nào vào những khu vực đó mua bán được, bà con nông dân mình cũng thể không thể vận chuyển hàng hóa ra ngoài khu vực đó. Tình hình giá cả nải thái hôm nay ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp thì chỉ nằm ở mức giá động từ 6.000 đến 8.000 đồng một ký. Tùy theo từng khu vực và tùy theo từng vườn cà na đẹp hay là xấu mà ở mỗi nơi thì sẽ mức giá chênh lệch khác nhau. Đây là giá cả nải thái đẹp tại ruộng của quý anh chị các bạn. Và do tình hình dịch bệnh hiện nay thì việc cập nhật tình hình giá cả nải thái hay một số loại nông sản khác hiện nay thì chỉ mang tính chất tham khảo là chủ yếu. Vì giá cả nải thái sẽ còn chênh lệch và tùy thuộc rất là nhiều tùy theo từng khu vực. Những khu vực nào mà chợ còn mở cửa hay có thương lái thì bà con nông dân mình còn có bán được chút đỉnh, còn có đầu ra. Còn ngược lại những khu vực nào mà chợ đóng cửa hay những khu vực phong tỏa thì bà con nông dân mình, những khu vực đó thì đang gặp khó khăn rất là nhiều. Thậm chí ở một số nơi thì những khu vực phong tỏa bà con nông dân mình còn không bán được hàng. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho toàn thể quý anh chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin kính chúc cho toàn thể quý bà con nông dân mình thì sẽ luôn luôn có được những vụ mùa thật là bội thu, thành công, đạt năng suất thật là cao và bán được giá. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị các bạn trong những clip cập nhật tình hình giá cả nải thái hay một số loại nông sản khác trên kênh của mình.